Người Hải Phòng. Không lòng vòng. Nhưng mà đến Hải Phòng phải làm vài vòng. Hai tiếng trước vừa xuống đến Hải Phòng chữa lành nhưng còn có mấy chục ăn gì ngon ngon được nhỉ? Đơn giản, không phải lo, tôi dẫn đi. Ok, thế đi luôn. 2 hours later. 20.000, 10.000. 20.000 thì ăn được gì ở Hải Phòng nhỉ? Chẳng lẽ là như thế? Yên tâm, đi. Ui, 25.000 mà được một bữa quà chiều xịn sò như thế này á? Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhé. Không biết là Phương Linh có cảm nhận giống như Lâm Anh Phong khi mà đĩa bánh mì cay này được bê ra thì cảm thấy một cái mùi rất là thơm của bánh mì vừa mới ra lò này, cũng như là cái mùi thơm béo ngậy của pate rất là kích thích vị giác. Vậy thì còn chần chờ gì nữa thì Lâm Anh hãy thử ngay thôi. Thế nhưng mà ăn như thế nào thì mới gọi là chuẩn người Hải Phòng nhỉ? Ở Hải Phòng thì chúng ta có hai cách ăn chủ yếu. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái miếng bánh mì này ra và sẽ cho thẳng trí trương dưới đều lên bên trong cái ruột bánh mì cùng với pate để cho chúng hòa quyện vào nhau như thế này. Cách thứ hai là chúng ta có thể, nếu mà đi ăn với những người thân thiết và bạn bè, người thân trong gia đình đấy, thì mình có thể chấm thẳng vào trong cái bát trí trương như vậy. Và có thể tùy thuộc theo cái độ ăn cay hay là không cay của mỗi người thì chúng ta có thể điều chỉnh theo khẩu vị của mình nhé. Sau khi đã được giới thiệu hai cách ăn chuẩn thì ngay sau đây Lâm Anh sẽ cùng thử cả hai cách đấy nhé. Đầu tiên là đây là chiếc bánh mì cay đã được phết trí trương ở bên trong rồi. Yummy. Thật ra thì bánh mì cay Hải Phòng rất là đặc biệt so với những loại bánh mì khác, và đặc biệt là chỉ ở Hải Phòng mới có thôi. Vì ở đây rất là nổi tiếng với món pate đặc trưng của Hải Phòng này, và đặc biệt là những chiếc bánh mì cay được hòa trộn vị ngọt ngọt ngậy ngậy của pate và đặc biệt là vị hơi cay nhẹ và hơi ngọt của trí trương. Bạn có thể chia sẻ cho mình là tại sao bạn lại thích ăn món bánh mì cay Hải Phòng không ạ? Em rất là thích ăn món này bởi vì là em thấy là em thích cái vị trứ trương của cái món này. Nó vừa cái độ cay 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 mà nó vừa độ ngọt vừa phải. Rất thích hợp để cho em ngồi em tán gẫu với bạn bè và với người yêu em. Và thế cho mình hỏi là tại sao bạn lại chọn ăn những cái chiếc bánh mì que bé mini như thế này hơn là những chiếc bánh mì to bình thường nguyên bản bạn? Vâng, tại vì bánh mì to thì em về em không ăn được cơm. Em hay ăn tầm chiều này nên em hay lựa chọn những bánh mì bé để về em ăn cơm bố mẹ cho nó ngon. Bình thường nếu bạn là người Hải Phòng thì bạn sẽ lựa chọn ăn món bánh mì cay này vào cái thời điểm nào trong ngày nhỉ? Dạ vâng, em hay lựa chọn ăn ở cuối giờ học, nhưng mà giờ em mới tốt nghiệp rồi nên là bây giờ em hay ăn vào những lúc mà em mới đi tập thể dục về với cả người yêu em. Nếu như bạn cũng đang quan tâm một địa điểm ăn ngon, chơi vui, check in đẹp, đừng quên like và theo dõi kênh THP Túp ngay nhé. Và hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại chợ Cột Đèn, là thiên đường của món bánh mì cay và thương hiệu pate Cột Đèn nổi tiếng. Đã là người Hải Phòng thì không ai không biết đến chợ Cột Đèn. Vậy thì những hộp pate thơm ngon, những chiếc bánh mì cay đặc biệt nổi tiếng được sản xuất như thế nào? Mời các bạn hãy cùng cho chúng tôi tìm hiểu nhé. Pate Hải Phòng được làm từ gan và thịt heo, có màu nâu sẫm, mịn màng và thơm phức, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Pate có hương vị đặc biệt, vừa béo ngậy vừa thơm lừng, hòa cùng một chút cay nồng của tiêu. Khi ăn, pate tan chảy trong miệng, mang đến cảm giác lan tỏa khó quên. Ở Hải Phòng có vô số các quán tự sản xuất và bán pate nổi tiếng. Mỗi nơi đều có bí quyết riêng để tạo nên hương vị đặc trưng của mình. Tao được biết thì bánh mì cay thì là một cái đặc sản rất là nổi tiếng của Hải Phòng. Thì cái lượng khách chủ yếu ở quán mình thì là du khách thập phương hay là khách người bản địa hả chị? Người bản địa là chiếm 70%. Du khách thập phương thì 30%. Dạ. Vâng, ở quán mình thì pate, trí trương và từng cái nguyên liệu làm bánh mì que này thì là mình tự làm hay nhập ở chỗ khác hả chị? Tất cả là nhà chị tự làm hết. Bánh mì tự làm, trí trương tự làm,
Pate tự làm. Wow. Ừ, chị cho em hỏi là nếu mà đặc sản Hải Phòng mình thì là bánh mì que, những chiếc bánh mì que mini và ăn kèm với chí trương ấy, thì nếu mà mình chuyển sang làm bánh mì to ấy, thì theo chị là nó có bị mất đi cái độ ngon hay có bị giảm độ ngon hay mất đi cái nguyên hương vị của nó không hả chị? Bánh mì to thì ăn với chí trương thì không hợp. Bánh mì que này ăn với chí trương thì nó mới hợp. Nó giòn, không phải nó nóng, không phải nó cay cay. Quẹn với cả pate nữa thì nó ngậy ngậy, béo béo. Vậy là các nguyên liệu để tạo nên món pate Hải Phòng chính hiệu là những nguyên liệu nào chị nhỉ? Mỡ phần, gan heo, thịt lạc vai. Với cả gia vị thì gồm có tỏi, mì chính, tiêu bắc, bột mì, với cả bột canh. Trong pate thì cái đặc trưng nhất là gan heo. Gan heo thì em phải chọn cái lá gan mà lợn nó không bị ốm, ngửi lên mũi nó không bị hơi mùi, với cả lợn là không được lợn già nuôi quá lứa quá, là phải đủ kháng thôi. Với cả cái gan mà em phải sờ vào nó phải mịn tay. Khi mà mua gan ở chợ về thì gan thì chị đã qua lựa chọn những cái loại gan thật là ngon, lợn tốt rồi, nhưng mà về đến nhà thì cũng phải bóp muối, rửa sạch, rửa nhiều nước, xong rồi quay sang em ngâm với sữa tươi khoảng 15-20 phút để em khử độc cái lá gan đi. Cho em hỏi là để tạo nên cái thành phẩm miếng pate, từng cái hộp pate thơm ngon hoàn chỉnh như thế này thì mình phải cần có tổng thời gian là bao lâu hả chị? Trong thời gian chế biến thì rơi vào tầm khoảng 4 tiếng. Đến lúc mà nấu pate 8 tiếng nữa, rơi vào tầm khoảng 12 tiếng. Cho em hỏi là 4 tiếng đấy là mình làm những cái công đoạn nào chị nhỉ? 4 tiếng là em thái thịt, thái gan, rửa thịt, rửa gan. Xong bắt đầu em cho gia vị vào, em xay, bắt đầu em mới sơ chế lên. Vâng. Và tiếp theo sau đấy 8 tiếng tiếp theo là mình cho vào nồi, không phải cho vào bếp để hấp, hấp cái thủy. Bánh mì que là một món ăn đặc sản nổi tiếng của thành phố Cảng Hải Phòng. Khác với bánh mì truyền thống, bánh mì que có hình dáng dài và mảnh mai và có đường kính nhỏ hơn. Lớp vỏ bánh mì que giòn rụm, bên trong nhân thường gồm pate thơm ngon và có thêm chút chí trương để tăng thêm hương vị. Bánh mì que Hải Phòng thường được bán ở các quán vỉa hè hoặc những xe đẩy nhỏ, mang đậm phong cách ẩm thực đường phố nơi đây. Chí trương là một loại gia vị đặc trưng của ẩm thực đất cảng, nổi tiếng với hương vị cay nồng và thơm phức. Bất kỳ ai khi đã thưởng thức chí trương nơi đây đều khó có thể quên được hương vị độc đáo và ấn tượng này. Bánh mì que cay, Hải Phòng thân thương, đậm đà hương vị, vấn vương lòng người. Bánh mì cay Hải Phòng là một món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn nhờ sự kết hợp của các nguyên liệu cùng cách chế biến độc đáo. Bánh mì cay thường được ăn ngay khi còn nóng để cảm nhận rõ nhất độ giòn và hương vị thơm ngon vốn có. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân Hải Phòng. Bánh mì cay xứng đáng là một trong những món ăn đáng thử khi đến thăm nơi đây, bởi nó mang đậm hương vị và tinh thần ẩm thực của người dân Hải Thành. Vâng, và qua chương trình vừa rồi thì mong rằng các bạn đã hiểu thêm về món bánh mì cay Hải Phòng. Và khi đến với Hải Phòng thì đừng quên ghé chợ Cột Đèn, phố Lê Lợi và phố Hàng Kênh để thưởng thức món ăn này nhé. Và hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã bỏ túi cho mình được những nơi ăn hợp khẩu vị và mua về làm quà cho gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.